Kính thưa toàn thể vị và nữ tiết chương trình, lên xin được mời vị cùng thưởng thức một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cường. Ca khúc được mang tên Tuyết Nhung, ca khúc được mang tên Thương Hoài Ngàn Năm. Và với ca khúc này, mời vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của Tuyết Nhung. Xin quý vị cho Tuyết Nhung một tràng vỗ tay thật lớn quý vị ơi. Và sau tiếng hát của Tuyết Nhung là tiếng hát của Phạm Song chuẩn bị. Đời mình
Vâng, xin cảm ơn tiếng hát của chị rất là nhiều. Nhanh ơi, bấm máy.